shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín chất lượng. Ui các bạn ơi, chỗ này có hai em boss luôn nè. Một em chính là fanbi, em này là chỉ là boss thường thôi, và mình sẽ tiễn nó lên đường trước nha. Ơi ngon lành vãi chưởng, mình đang tiến hành đi luyện cấp cho mấy em Pokemon của mình đó. Rồi xong em fanbi rồi, chắc mình sẽ xuống mình dứt luôn cái em Gengar kia đi ha. Đây chính là Mega Gengar luôn các bạn ơi. Wow, nhìn rất là đẹp luôn ha. Đây mình sẽ flash cannon nó nha các bạn. Ui rất là nhiều máu của nó luôn đó. Rồi mình sẽ xài một chiêu nữa các bạn ơi. Ui nó le lưỡi mình kìa. Ơi nó lắm leo mình các bạn ơi. Ngụm củ tỏi luôn. Rồi cái con Gengar này á, nó cho mình một cái viên Regandy nữa đó, rất là xịn luôn. Và hồi nãy mình có thấy bên này có một cái ông Muriner đây, đây chính là cái ông học chiêu bạn ơi. Để mình lên mình học chiêu từ ổng coi. Ui ổng chạy mất tiêu rồi. Ổng đâu các bạn ơi? À đây các bạn ơi, ổng chạy qua bên này. Trời ơi mới thấy ổng luôn đó. Bộ cái hiệu cái rồi mình sẽ tiến hành học chiêu cho mấy em Pokemon của mình nha các bạn. Và wow, trước tiên á thì mình phải nhốt ổng xuống đi, chứ không là ổng này hay chạy lung tung á bạn ơi. Đây rồi mình sẽ lấy cái PC ra và tiến hành học chiêu cho mấy Pokemon của mình coi. À, đầu tiên chính là Dienga nha các bạn ơi. Đầu tiên thì mình sẽ học cái chiêu tiếng gầm của thời gian cho em Dienga nha các bạn ơi. Đây chính là chiêu hệ rồng mạnh nhất trong Bismin thời điểm hiện tại nha, tại vì cái em Eternatus á nó chưa được cập nhật đó bạn ơi. Và tiếp theo nữa để mình coi mình sẽ học cái chiêu gì đây. Chắc mình sẽ học luôn Iron Tail quá ha. Ui có khá là nhiều chiêu mới ở đây luôn các bạn ơi. Chắc mình sẽ học Iron Tail đi. Đây Iron Tail đó các bạn ơi. Học thay cái chiêu Dragon Breath này đi ha. Chúng ta sẽ thay hết các bạn ơi, cho mấy em Pokemon của mình nó sẽ thêm phần mạnh mẽ hơn nha. Giờ tiếp theo là Giratina nha các bạn ơi. Giratina thì mình sẽ học cái chiêu hệ hồn xịn sò cho nó đi, đó chính là Ominous Wind nha các bạn ơi. Mình sẽ thay cái chiêu Shadow Knight này nha. Ngon lành gành đào liền. Ngoài ra mình cũng có thể học cái chiêu Earth Powder cho nó luôn nha các bạn ơi. Earth Powder nè, mình có thể thay cái Dragon Pulse này đi cũng được. Cái chiêu Shadow Fox là cái chiêu độc quyền của nó rồi, mình không có thay được nha các bạn ơi. Đây, Earth Power, thay luôn Dragon Pulse nha. Cho nó thêm đa dạng chiêu đó bạn ơi. Tiếp theo đó chính là Necroma nha các bạn. Và mình sẽ học cái chiêu Photon Geyser này cho em Necroma nha. Em này thì mình mới bắt trong mấy tập trước thôi, nó cũng rất là ngon lành nữa bạn ơi. Chúng ta có thể học cái chiêu Night Slash này nữa nè, để mà thay Rock Blast này nha các bạn ơi. Vụ nổ bằng đá hả? Giờ thì mình sẽ học luôn cái chiêu Sideshow Curse này thay chiêu Metal Claw này nha các bạn ơi. Mình chắc không có còn cái chiêu hệ thép cho Necroma đâu. Và tiếp theo thì mình sẽ học qua em Zerara nha, cái chiêu độc quyền của nó. Đây các bạn ơi, đây chính là chiêu Plasma Fist nè. Đây chính là chiêu độc quyền của Zerara đó, rất là xịn sò luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ học cái Claw Combat này luôn đi ha. Wow, rất là đã luôn nha. Và mình còn chiêu nào nữa? Chúng ta sẽ học một cái chiêu nữa, đó chính là chiêu Dược Điện nè, Thunderbolt. Cú đấm sấm sét. Và cuối cùng là cái chiêu Dược Điện đi, Discharge và Wheeljack. Chắc mình sẽ học Wheeljack quá các bạn ơi. Wheeljack có vẻ mạnh mẽ hơn nè, 90 đam luôn đó. Ui sát thương 90 luôn. Thay cái chiêu Hot Cloud đi, rất là xịn sò bạn ơi. Và cuối cùng đó chính là Solgaleo của mình, Solgaleo. Mình sẽ học Flash Cannon cho nó nè. Tiếp theo đó thì mình sẽ học luôn cái chiêu Zen Headbutt luôn cho nó đi ha. Và cuối cùng đó chính là chiêu gì đây? Metal Shower hả? Cuối cùng thì mình sẽ học Solar Beam để cho em Solgaleo này á, nó sẽ thêm phần đa dạng chiêu nha bạn ơi. Thay cái chiêu này đi ha, thay chiêu Cosmic Power đi. Bây giờ là xịn sò rồi các bạn ơi. Mình sẽ tiếp tục học các chiêu khác cho mấy em Pokemon nữa nha. Giờ thì mình sẽ học chiêu cho Flapple nha các bạn ơi. Và em này á, nó cũng có một cái chiêu rất là độc quyền luôn. Đầu tiên thì mình sẽ học Dragon Root đi, để mà thay cái chiêu Dragon Dance này đi nha các bạn ơi. Wow, nó thuần hệ rồng vãi chủ luôn đó. Tiếp theo chúng ta sẽ học cái chiêu gì đây? Chiêu độc quyền Dry Apple. Ui, chiêu hệ lá các bạn ơi. Đây chính là chiêu độc quyền của em bộ các bạn ơi. Và bây giờ thì mình sẽ học cái chiêu gì đây? Mấy em này chắc mình sẽ học Double Kick đi ha, thay Ember đó. Rồi, ôi bây giờ còn Latias nữa nè các bạn ơi. Khá là nhiều em Pokemon hiện thoại mình chưa học chiêu luôn đó. Mình sẽ học cái Dragon Red này đi. Và cuối cùng đó chính là cái Lusterbird. Đây chính là cái chiêu độc quyền của Latios nha bạn ơi. Nó cũng như chiêu Mist Ball của Latias vậy đó. Rất là xịn sò luôn nha bạn. Rồi chúng ta còn chiêu gì nữa không?
Chắc mình sẽ học cái chiêu Hellbound cho nó luôn đi ha. Rồi và đến lượt Dancy rồi bạn ơi. Chúng ta có chiêu Diamond Storm nè. Đây chính là chiêu độc quyền của Dancy đó. Ui rất là hay các bạn ơi. Mỗi em Pokemon đều có một cái chiêu độc quyền rất là xịn sò luôn nha. Tiếp theo đó thì chắc mình sẽ học chiêu Moonblast này cho nó đi. Tại vì á Dancy này nó cũng thuộc hệ tiên mà. Và cuối cùng là Stone Edge nha bạn. Thay Light Ring này đi ha. Ồ ngon lành canh đau rồi đó. Và cuối cùng là Salamence Hunter của mình. Ui bên đây có một em boss nữa bạn ơi. Đây chính là Mewile. Ôi nhìn nó ngầu chưa. Đây chính là Mewile mà shiny luôn nha bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thách đấu nó bằng em Dienga trước nha. Wow, em này thì thuộc hệ tiên cũng như là hệ thép. Nói chung hệ tiên thì mình có thể dùng hệ thép để mà khắc chế nó nha các bạn ơi. Rồi nó ngẫm củ tỏi luôn. Ui và nó cho mình thêm một viên đá của Giratina nữa. Cái viên Rizziot Orb nữa nè. Trời ơi cho tôi chi mà nhiều quá vậy. Ui dưới đây có một em sóc gì đó bạn ơi. Wow, và đây chính là cái ông câu cá nè bạn ơi. Đây chính là O Fisherman nè. Rồi để mình lấy một em Magic Cup dạng đặc biệt ra coi. Để mà nói chuyện với lại cái ông O Fisherman này các bạn ơi. Ôi và ông cho mình cái Fishing Lock nè. Ôi và Fishing Lock của mình nó đã không bị lỗi trở lại các bạn ơi. Ôi quá xịn sò luôn. Còn gì bằng nữa. Ôi rất đã luôn. Ôi chắc tập ngày hôm nay mình sẽ đi câu cá thêm ha. Hurrier. Chúng ta sẽ xử nó trước nha. Cho mình mấy cái gì đó bạn ơi. Mình không có cần đâu. Ui cũng rất là ngon lành nha. Rồi chắc bây giờ mình sẽ cho em Celestia này lên cấp đi quá. Wow. Mình còn 4 viên kẹo nữa mà. Đẩy em nó lên cấp luôn các bạn ơi. Đó cấp 100 rồi. Giờ thì mình sẽ tiến hành lấy em Pokemon khác ra để mà luyện cấp cho nó nha. Ui gần đây có một ông shopkeeper nữa. Nhưng mà mình đã coi rồi. Ông này thì không có bán gì đặc biệt đâu các bạn ơi. Rồi bây giờ tiến hành công cuộc đi câu cá nữa thôi. Ôi không ngờ cái Fishing Lock lại không bị lỗi nữa các bạn ơi. Một cái điều thần kỳ gì đó nó đã diễn ra rồi đó. Quá là xịn sò luôn nha. Rồi để mình coi mình câu được con gì nè. Hy vọng là mấy Magic Cup màu khác các bạn ơi. Đây thì chính là một em Magic Cup nè. Mình không biết là nó là dạng thường hay dạng đặc biệt nữa. Tại vì cái em Dienga này nó che hết mất tiêu rồi. Chắc tí mình sẽ đổi Pokemon khác lên đi. Dienga này nó bự quá các bạn ơi. Đó bắt thành công rồi nè. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra cái Fishing Lock coi. Ui 20% các bạn ơi. À và đây chính là dạng đặc biệt nè. Wow Orange 2-1. Ôi Cam 2-1. Wow nó có tên hết nha các bạn ơi. Rất là xịn sò luôn. Rồi chắc chúng ta sẽ tiến hành bỏ em này vào PC và tiếp tục câu tiếp coi. Ôi nó đã vãi chưởng luôn á. Câu tiếp chúng ta được cái gì nè. Ui hai vạch. Ôi chúng ta được một cái Red Game. Trời ơi một viên ngọc hệ lá các bạn ơi. Tăng sức mạnh của cái chiêu hệ lá đó bạn. Rồi câu tiếp coi. Ôi được một cái miếng cá. Cá sống các bạn ơi. Tự nhiên cho tôi cá sống làm gì nữa. Tôi có ăn được đâu. Wow lại thêm một em Magic Cup khác nè. Ui cái em này mình có chưa ta. Cứ bắt đại đi các bạn ơi. Để coi cái Fishing Lock á nó có tăng cái tỷ lệ phần trăm mình có lên không. Ui không lên các bạn ơi. Em này là một em mình đã có rồi. Chứ mình sẽ bỏ nó vào trong thùng rác đi ha. Giải phóng nó đó các bạn ơi. Rồi câu tiếp coi nè. Chiến hành trình câu cá bắt đầu đó các bạn. Ui có một em Big Chaos kìa. Wow chỗ này lại có thêm một em Magic Cup mới nè. Đây là Magic Cup hồng nha các bạn. Và mình cũng đã đổi qua cái Pokemon khác rồi. Đó chính là Tynun. À, xịn sò chưa. Rồi câu Magic Cup hồng rồi. Để coi lên cái gì nha bạn ơi. À, và em này là một em Magic Cup mới bạn à. À chắc chúng ta sẽ bỏ nó vào trong cái PC của chúng ta luôn. Đó mình đã có thêm nhiều dạng mới rồi. Bây giờ thì qua đi và đánh cái em Big Chaos này thôi. Đây chính là em Boss Mega nha bạn ơi. Và nhìn nó rất là to luôn. Mega cái gì mà khổng lồ quá chưởng à. Rồi mình quăng thử coi. Quăng cái trúng không. Trời ơi quăng rất là khó trúng rồi nha bạn ơi. Rồi làm một phát nữa coi. Rồi lần này không trúng nữa đi. Ui cái con Big Chaos này sao nó to kinh khủng nữa bạn ơi. Ui nhưng mà nó đánh mình không có xi đâu. Mình lại cấu của nó nhiều máu hơn đó bạn. Xịn sò thiệt sự luôn. Và sai một chiêu nữa là nó sẽ ngẫm thôi. Ngẫm củ tỏi nè. Ui đã chưa. Để coi lần này em sẽ cho mình cái gì nha các bạn ơi. Wow lại thêm một cái viên Regandy nữa. Chắc mình sẽ lại cho Pokemon của mình lên cấp nữa thôi các bạn ơi. Ngon lành vậy. Cười cái con Mewtang này. Tôi đi về câu cá mà cũng đi thách đấu tôi là sao. À chúng ta có thể cho em Dienga này lên cấp được nữa các bạn ơi.
À, lên cấp luôn liền. quá đã bạn ơi. Giờ thì đi về câu cá nữa thôi. Ồ, xịn thiệt sự luôn nhé bạn ơi. Đâu rồi. Đi về câu cá nữa thôi bạn. Ồ, chúng ta đã được hai mươi mấy phần trăm rồi đó, 23% rồi. Giờ mình sẽ tiến hành câu tiếp coi. Ôi, có thêm một em Magic Cup Shiny nữa bạn ơi. Wow, em Shiny này mình đã có rồi, nhưng mà bây giờ chắc mình sẽ bắt lại thêm một lần nữa nha. Vẫn tiếp tục là xài Whip Ball thôi bạn ơi. Không còn Phone Sweep, không còn làm gì cả. Đó, cứ xài Whip Ball là được rồi. Thành công dễ vãi chưởng luôn các bạn ơi. Quá xịn sò. Và để mình coi thử cái Fishing Lock nó có tăng cái chỉ số lên không. Nó tăng phần trăm lên không. Ui, có tăng các bạn ơi. Và nó cũng tính luôn cái em Magic Cup Shiny này là một cái dạng đặc biệt nha bạn. Đây nè, đó, xịn thiệt sự luôn nha. Chúng ta đã được tầm 26% rồi đó. Tập ngày hôm nay mình sẽ cố gắng câu lên đâu đó tầm một tầm 50% nhé bạn ơi. Hay là để mình lấy cái em Magic Cup thường ra, mình giật điện coi thử nó có ra được cái dạng đặc biệt nữa không nhé bạn ơi. Tại vì nó giật điện nó vẫn ra một cái dạng đặc biệt khác, đó chính là Magic Cup Zombie, Magic Cup bị chín đó các bạn ơi. Không biết nó có tính trong cái Fishing Lock không nữa. Đấy các bạn à. Ui, cháy luôn cái em chim điện của mình luôn rồi. Và ơi, nó không có tăng gì hết các bạn ơi. Vậy là nó không có tính cái dạng Magic Cup bị chín này rồi. Hơi xui một xíu thôi bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ câu tiếp thôi. Giờ thì chúng ta sẽ câu tiếp thôi nè. Mình vừa dọn dẹp xong cái PC đó. Giờ câu tiếp coi các bạn ơi. Không biết có lên thêm mấy cái dạng đặc biệt không nữa. À, hơi lâu quá vậy ta. Ui, à, được có con Magic Cup màu xanh nữa bạn ơi. Ui, cái con này mình có chưa không biết nữa. Màu xanh này nhìn rất là lạ luôn nha. Wow, đã thiệt sự bạn ơi. À, chắc hôm nào á mình cũng sẽ đi câu luôn mấy em siêu lót đi ha. Đó, cho nó đủ bộ. Ui, em màu xanh này thì mình đã có rồi bạn à. Chứ mình sẽ bỏ nó vào trong thùng rác luôn đi. Ơi ơi, sao tôi có hết rồi vậy? Lâu quá vậy ta. Đã ơi, đây rồi bạn ơi. Ui, lần này chúng ta lại thêm một em Magic Cup màu hồng nữa phải không? Ơi, hình như là một em màu hồng nữa bạn ơi. Và vẫn tiếp tục là Whitbon nha. Chúng ta cứ tận dụng triệt để cái quả Whitbon thôi bạn ơi. Thành công liền. Ui, và đây chính là một cái dạng đặc biệt hả? Ngon lành đấy bạn ơi, 29% rồi. Quá wow, xịn xò luôn. Giờ cầu tiếp thôi nào. quá đã. Ui, đây các bạn ơi. Ôi, và đây lại là một cái dạng màu hồng hả? Con này mình có chưa ta? Mình cũng chưa biết mình có gì nữa bạn ơi. Để mình coi thử coi. Wow, siêu xịn xò luôn nha. Ui, mình thành công rồi kìa. Bắt cũng khá là dễ ha. Rồi, cùng kiểm tra cái Fishing Lock trước nha bạn ơi. Wow, cái em này thì mình chưa có luôn. Quá xịn xò bạn ơi. Rất là nhiều em Magic Cup mình chưa có luôn đó. Mình sẽ cố gắng xong 50% trong tập ngày hôm nay nha. Giờ thì đi ra câu nữa thôi nè. Wow, quá xịn luôn các bạn ơi. Wow, ui, con Magic Cup bị đốm. Con này không biết mình có chưa nữa. Vẫn cứ xài Whip Ball thử các bạn ơi. Nếu nó không có thì thôi. Và Whip Ball thành công luôn kìa. Quá đã chưa. Ui, đây là một cái dạng mới luôn mà mình chưa có. Chưa có thể đọc tên dạng và được và coi hình của nó được nữa các bạn ơi. Và mình đã có khá là nhiều dạng Magic Cup đặc biệt rồi đó. Rất là đã luôn các bạn ơi. Đó, đây chính là cái trò chơi Magic Cup Zoom đó. Ui, cái con bạch tạng với lại cái đầu đỏ đây hình như mình chưa có thì phải bạn ơi. Con này hình như mình chưa có rồi. Và yes, chúng ta đã bắt được ẻm rồi nè. Wow, nó tăng lên tỷ lệ nè bạn ơi. À, nó có phân màu ở đây luôn. Em này thì là màu màu trắng hả? Có con chim nó đập đá xong rồi nó đâm vô nhà mình kìa bạn ơi. Bây giờ nó lại bay ra lại nè. Trời đất ơi, cái con này không hiểu kiểu gì luôn nữa. Bây giờ mình sẽ vẫn tiếp tục chờ đợi mấy em Magic Cup xuất hiện thôi. Ui, đây các bạn ơi, đây chính là em Magic Cup khá là giống em hổ của mình nè. Rồi, cất nó vào thôi. Chúng ta đã có được khá là nhiều Magic Cup rồi đó. Ui, và một cái em đặc biệt đó chính là Magic Cup bị chín. Mấy cấp cháy nè bạn ơi. Nhìn cái mắt nó kìa. Mắt nó bị ngậm củ tỏi rồi đó. Bị sét giật quá các bạn ơi. Trời ơi, em này thì không có tính vào cái dạng đặc biệt rồi. Thì sau nãy giờ câu cá mình đã đạt được 50% Magic Cup rồi nha bạn ơi. Ồ, đúng 50% luôn. Chúng ta có được khá là nhiều dạng nè. Dạng thường nè,
Đây là dạng màu calico nè. Dạng màu cam. Ui, màu cam thì có orange to white hả? Tiếp theo là gì đây? Orange doublet. Ui, rất là hay các bạn ơi. Chúng ta có được màu hồng nữa nè. Ui, màu hồng cũng to white luôn. Anh nó chia màu khá là hay ha. Màu hồng thì có 3 dạng nè. Pink orca nữa. Pink doublet. Ui, hay bả trưởng à. Tiếp theo đây chính là màu xám. Rồi, và tiếp theo nữa chính là màu tím nha các bạn ơi. Ồ, em màu tím nè, nhìn nữa nè. Còn em nào nữa không? Hay màu tím luôn. Wow, siêu xịn sò nha các bạn ơi. Ui, đây là màu nâu hổ các bạn ơi. Chúng ta có 3 màu nâu lẫn. Ồ, màu nâu ngựa vàng. À, nó chia ra mấy cái màu nâu này. Hàng chi mình dễ bị nhầm các bạn ơi. Và cuối cùng là màu nâu sọc thôi. Trời ơi, đơn giản phải trưởng luôn á. À, ngoài đây chúng ta còn có cái màu white forehead nữa. Trời ơi, trắng mà đầu đỏ. Rất là kỳ cục luôn nha các bạn ơi. Rồi, ngon lành canh đào rồi đó. Và đây chính là black forehead. Ồ, xám đầu đen các bạn ơi. Ồ, em saucy blue. Wow, đây chính là màu xanh dương hả? Xanh dương đặc biệt các bạn ơi, em này nhìn rất là đẹp ha. Và cuối cùng đó chính là em chiếc cấp shiny thôi. Đó là hết rồi đó nha bạn ơi. Quá ngon lành luôn rồi. Chuyên mục câu cá đến đây là kết thúc thôi bạn à. Ui, câu cá nhiều vải trưởng à. Chắc mình sẽ dọn đồ đi vô nhà đi. Và chế tạo một vài cái món vật phẩm mà đặc biệt cái coi. Trời ơi, hôm giờ mình quên giới thiệu cho các bạn. Trong Bixman này á, nó còn có chế độ nhiếp ảnh gia nữa bạn ơi. Chúng ta có thể đi chụp ảnh Pokemon mà không có phải đi thu phục nha. Đầu tiên mình sẽ cần chế tạo một cái camera với công thức như thế này. Công thức rất là đơn giản luôn nha. Mấy cái món này mình đã có rất là nhiều luôn rồi các bạn ơi. Đầu tiên thì lấy aluminum plate ra coi. Mình còn nữa nè. Tiếp theo đó thì mình sẽ còn kính. Kính mình để đâu rồi? Hình như không có trong này các bạn ơi. Mình đã dọn ra ngoài rồi luôn thì phải. Đây kính nè, con cái vậy. À đây bạn ơi, ở đây một nùi luôn. Một cái nút nữa. Rồi bây giờ thì cùng nhau chế tạo cái máy ảnh thôi bạn ơi. Quá là đã luôn nha. Đây chính là cái camera. Rồi, mình sẽ cùng chế tạo luôn cái camera này nha luôn các bạn. Chúng ta sẽ cất pen vô đi ha. Còn một cái là đủ rồi bạn ơi. Wow, mình còn thiếu đồ nữa hả? Thôi chắc mình sẽ lấy luôn hai cái khúc gỗ này đi để làm những cái que các bạn ơi. Chúng ta sẽ còn một cái đuốc của redstone nữa nha. Đầu tiên mình sẽ chế tạo một cái đuốc redstone trước nè. Và ta la, chúng ta đã có được một cái camera rồi các bạn ơi. Wow, thì để chụp ảnh á chúng ta sẽ cần phải có phim nha các bạn ơi. Và phim chế tạo với công thức như thế nào thì mình sẽ cùng các bạn khám phá trong tập ngày hôm nay luôn nha. Và hôm trước mình có dư một hai cái phim ở đâu đây nè các bạn ơi. Mình tại sao bây giờ lại không thấy nữa ta? Ôi, chắc mình phải search công thức thôi. Phim đó, công thức chỉ cần một cái redstone, một cái insert và một cái tờ giấy thôi. Redstone, túi mật cũng như là tờ giấy là xong rồi bạn ơi. Rồi bây giờ sẵn tiện thì mình sẽ đi tìm mấy cái nguyên vật liệu để mà chế tạo luôn mấy cái cuốn phim này nha các bạn ơi. Để chúng ta còn có thể chụp ảnh nữa chứ. À, ở đây mình có được một cái phim sẵn rồi nè. Wow, cũng khá là ngon đó bạn ơi. À đây nè, một cái phim sẵn đấy bạn. Rồi sẽ đi lấy túi mật ra đi. Còn redstone cũng như là giấy phải không? Giấy thì mình sẽ cần có mía để mà chế tạo giấy nha các bạn ơi. Rồi đầu tiên thì mình sẽ tiến hành cất hết một vài vật phẩm vào trong này đi ha. chúng ta sẽ cần một stack redstone để mà tạo ra thật là nhiều cái cuốn phim nha các bạn ơi. Và đây là tất cả các cái cuốn phim mà mình đã chế tạo nãy giờ nha các bạn ơi. Rất là nhiều luôn nha. Và mình bị hết mực nên không có thể chế tạo tiếp được nha các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ đi ra đây và chụp ảnh mấy Pokemon của mình nha. Siêu xịn sò luôn. Đầu tiên đó chính là em Giratina trước nha các bạn. Mình sẽ chụp nó ở hai dạng luôn. Một dạng là bên thế giới song song và một dạng bên thế giới thường nè. Cứ lít chuột phải và bám chuột trái thì nó sẽ chụp theo các bạn thôi. Và mình đã có được một cái tấm ảnh của em Giratina rồi nha. Giờ chắc mình sẽ cầm lên trên và treo nó đi luôn ha. Ủa, trên này mình đã có được một cái em rip luôn thì vậy. Giratina siêu đẹp đó nha các bạn. Đây là những cái khung dùng để đề ảnh cho Pokemon đó các bạn ơi. Nó cũng chế tạo từ những cái công thức khác nhau thôi.
Chắc em rip luôn này mình sẽ treo ở gần ngọn đây ha, để cho mỗi sớm mình thức dậy mình có thể ngắm nhìn được em nó. Và tiếp theo thì mình sẽ chụp Giratina ở cái dạng bình thường nha các bạn. Tháo đá ra nè và chụp đó thôi. Ui, nó cũng được cái dạng bình thường các bạn ơi, được rõn hai dạng luôn, quá đã. Được cả hai dạng luôn nè. Wow, siêu xịn nha. Ồ, bây giờ mình sẽ tiến hành đi ra chụp hình tiếp nữa nha các bạn ơi. Gengar nha bạn. Ồ, đã xong luôn rồi nè. Rồi chứ mình sẽ treo tấm ảnh của Gengar ở bên này luôn quá. Wow, nhìn rất là đẹp nha các bạn ơi. Và tiếp theo mình sẽ tiến hành chụp luôn cái em Shinoon này nha. Ồ, Shinoon đã chụp chụp luôn em Son Galio nha các bạn ơi. Son Galio. Ồ, đã xong luôn rồi nè. Mình sẽ chụp luôn em Ice hệ băng này nha. Wow, nó chụp được hệ luôn các bạn ơi. Ui, xịn thiệt sự luôn. Vậy thì chúng ta có thể làm được 17 dạng của Ice được nha. Wow, quá đã luôn các bạn ơi. Giờ thì tranh của Lunala mình sẽ treo ở đây nha. Ui, chính xác là đây là Darwin Niroma chứ. Và Son Galio. Oh, xịn chưa. Còn Shinoon thì mình sẽ treo dưới đây đi ha. Bây giờ mình sẽ đi ra đây và tiến hành chụp hình tiếp nha bạn ơi. Và ôi, hình như mình quên cái gì vậy bạn ơi. Rồi, mình quên cái PC, mình để trên đây luôn rồi. À đây các bạn ơi. Trời ơi, như vậy mà làm sao không móc được. Đây, đây, quá đã luôn nha. Mình sẽ lấy thêm những em Pokemon khác ra để mà chụp ảnh nó, treo lên tường nha bạn ơi. Trời ơi, nhìn siêu khủng phải chưởng luôn á. Rồi, đầu tiên chính là Crawdon đi. Mình sẽ lấy cái dạng Mega Crawdon cho nó nha. Ồ, làm cho nó một tấm hình. Đây là tấm hình Kyogre Mega Kyogre Primal nha bạn. Và một tấm thường. Qua nhìn đẹp phải chưởng hả. Hình như mình còn thiếu một tấm cho Crawdon thì phải. Crawdon tấm thường chưa có nè. Giờ phải đi kiếm Crawdon thôi. Chụp cho mày tấm ảnh nè. Đó, và thế là chúng ta đã xong bộ ba thời tiết rồi đó. Xịn so và chữ luôn á. Và tiếp theo đó thì mình sẽ cùng tiến hóa luôn cái em Shinoon này nha. Em này thì mình phải cho nó lên điểm Happiness. Cho nó lên tầm 2 Happiness đi các bạn ơi. Tầm... để mình coi khi nào nó sẽ tiến hóa nha. Shinoon của tôi khi nào mới tiến hóa vậy? Ui, khi nó đạt điểm Happiness là 220 bạn ơi. Tức là 2 Happiness thôi, chứ không phải là cái điểm cao nhất. Đó, 220 thôi à. Cũng rất là ngon ha. Và bây giờ mình sẽ còn cho em Shinoon này lên cấp. Chắc mình sẽ lại đi luyện cấp thêm vô Pokemon nữa coi. Ôi, ngoài đây có một em boss Barbo nè. Mà như nó ở dưới hang thì phải. Chúng ta không có xuống nó được. Ồ, mình vừa mới thay Respect vô lại, coi thử nó có ổn định nha các bạn ơi. Bên đây có thêm một em Onix nè. Đây là rắn đá bình thường thôi, không phải là rắn đá crystal nha các bạn ơi. Em bình thường thì mình sẽ dứt nó đi luôn nha. Wow, một hit chết luôn. Chúng ta có được metal sau nè. Ôi, và Shinoon của mình cũng đang bắt đầu tiến hóa luôn rồi kìa. Ồ, ngon lành chưa. Và để coi nó sẽ lên cái gì đây. Ôi, xịn sò với chữ à. Hình như cái cơ thể nó vẫn là vậy các bạn ơi. Metal sau mình sẽ hủy đi. Ồ, multi attack nè, cho mình sẽ học đi. Thầy cái chiêu check down này nha bạn ơi. Ngon lành vãi chữ luôn đó. Wow. Thì các bạn nói là cái em Sivirling này á, nó sẽ tiến hóa khi mà cái con Shinoon gỡ mặt nạ của nó ra đó. Ui, rất là hay luôn nha bạn ơi. Đây, Sivirling, em này thì mình có thể cởi được rồi. Em này á, thì mình cũng có thể cho nó những cái đĩa để cho nó biến đổi các hệ như là Ice nha các bạn ơi. Nó có cái chiêu multi attack á, đó chính là cái chiêu mà thay đổi đĩa đó. Wow. À, khi bấm vào đĩa thì nó sẽ thay đổi màu ở trên cái bờm cũng như trên đuôi và trên cái chỗ mắt thôi bạn ơi. Ôi, cũng hay quá ha. Ui, và chạy khá là phê. Sẵn tiện chắc mình sẽ cùng xuống đây và kiểm tra thêm coi thử em Sivirlinia có thể đeo đi thêm được những cái đĩa nào nữa nha các bạn ơi. Mình có rất là nhiều đĩa luôn, hình như là full luôn rồi đó bạn ơi. Ờ, chúng ta có thể có đĩa hệ lửa nè, hệ giác đấu nè, hệ lửa nè. Wow, hệ lửa nhìn màu tươi với trưởng hả. Và hệ giác đấu có đâu nào? Chạy đâu rồi? Tới đây, con Sivirling này. Ui, hệ giác đấu nhìn nó cũng khá là đẹp các bạn ơi. Đây là màu cam nha. Nhưng mà chắc mình sẽ cho nó mang hệ lửa suốt cái trận đấu này luôn đi ha. Và đây chính là em Onix của chúng ta nè. Mình có thể dùng cái lệnh để mà tiến hóa luôn cái em Onix này nha các bạn ơi. Mà không còn phải có người chơi thứ hai.
Rồi đó chính là lệnh Traysom. Và chọn số nha bạn ơi. Em này số 5 thì mình chọn số 5 thôi. Đó, và Crystal Nick của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa rồi bạn ơi. Để coi thử nó sẽ lên em gì nha. Ui nó dẹp ra các bạn ơi. Và nó dài luôn cơ. Ôi cũng không dài mấy bạn ơi. Nó ngắn ngủn à. Cái đầu nó hơi bị bự thôi. Đây chính là Steelix Crystal luôn nè. Ui nó đẹp chưa kìa. Nhìn đã vãi chưởng á. Em này mình có thể cởi được nè. Wow, cái con này hả, nhìn như con dung các bạn ơi, chứ không phải con rắn nữa. Giờ mình sẽ lấy đá Megara mà để tiến hóa thử cái em Steelix này nha các bạn ơi. Không biết con này mà lên Mega nó sẽ thành cái em gì ta. Ui, Steelix Mega. Và ôi Steelix hồng đen. Và qua bên chơi thường mình cũng gặp nó nữa bạn ơi. Hết chơi server gặp rồi chơi thường cũng gặp nữa. Em này thì chắc chưa gặp nhập model thôi, hơi bị uổng các bạn ơi. Ôi, để mình tiến hóa luôn cái em Steelix bình thường lên coi. Coi thử nó có khác với lại cái em này không nha các bạn ơi. Đây, đây chính là Steelix bình thường của tôi. Và cho nó tiến hóa lên Mega luôn các bạn ơi. Wow, cái con dạng Mega thì nó có một cái vòng bao xung quanh đầu rất là đẹp luôn nha. Wow, khá là xịn sò luôn các bạn ơi. Em này nhìn kỹ hơn nè. Ui, màu sắc nó cũng rất là đẹp luôn đó. quá đã bạn ơi. Rồi chắc mình sẽ có em này vô lại PC đi ha. Ôi chắc mình sẽ đi thử chiêu cho em Sivili này nha các bạn ơi. Không biết nó có hiệu ứng có đẹp không nha. Để mình qua mình đập em ra ticket này thử coi. Multi attack đúng là cái chiêu biến đổi hệ theo mấy cái tấm memory rồi bạn ơi. Wow, cũng khá là mạnh đó các bạn, nhưng mà nó không có cái multi attack tiếp tục. Ui thì chuyện hơi lâu nhưng mà ngẫm của tỏi luôn rồi. Quá xịn sò luôn nha các bạn ơi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay đừng quên lại một like, đăng ký kênh và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.